Khi ấy Đức Giê-xu đang ở trong một thành kia, có một người đầy phong hủi. Vừa thấy người, liền sấp mặt xuống, xin người rằng: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: Tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức chứng phong hủi biến khỏi anh. Rồi người truyền anh ta không được nói với ai, và người bảo: Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-xê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết. Tiếng đồn về người ngày càng lan rộng, đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa bệnh. Nhưng người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Anh chị em thân mến, hôm nay thứ sáu sau lễ hiện linh, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm về bản chất của lòng tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu. Và lòng tin đó là gì? Chúng ta không chỉ chấp nhận Chúa Giê-xu như thể Ngài là một hữu thể trừu tượng, như lời của Thánh Gioan trong bài đọc 1 của ngày hôm nay giải thích cho chúng ta rằng lòng tin của chúng ta không phải là một lòng tin mù quáng. Chúng ta được kêu gọi đến với lòng tin là để nói có với một tương quan với Đức Kitô, vì chúng ta đến để biết Ngài, để sở hữu Ngài. Tuy nhiên, như bất cứ tương quan nào, chúng ta phải mở lòng mình ra. Ở đây là chúng ta phải mở lòng mình ra với Đức Kitô, giống như người đàn ông bị phong hủi trong bài tin mừng hôm nay. Chúng ta có thể nghe về những điều mà Chúa Giê-xu làm, thậm chí là thấy những điều Chúa Giê-xu làm nơi cuộc sống của người khác. Nhưng lòng tin phải vượt lên trên việc nghe và thấy. Và chúng ta phải giống như người đàn ông bị phong hủi, đó là đưa dẫn chúng ta đến một quyết định. Chúng ta có đến với Chúa hay không? Chúng ta có đặt mình trước Chúa Giê-xu để xin Ngài chữa lành cho chúng ta hay không? Chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua câu chuyện này như là một câu chuyện lạ lùng, không liên quan gì đến chúng ta. Tuy nhiên, lời hằng sống của Thiên Chúa đang nói với chúng ta ở đây và lúc này. Câu chuyện về người đàn ông bị phong hủi, bị đau khổ, bị tách khỏi cộng đồng và bị tổn thương vì căn bệnh của anh ta, đó là một lời mời gọi chúng ta cũng đặt những nỗi đau của chúng ta trước Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy đặt trước Chúa những gì gây nên sự xa cách của chúng ta với anh chị em mình, hay là những gì làm tổn hại đến những tương quan của chúng ta trong cuộc sống. Hãy cho Chúa thấy những gì đang làm tổn thương chúng ta và cản trở chúng ta sống đúng với phẩm giá của mình. Qua chứng tá của người bị phong hủi, chúng ta được mời gọi đem tất cả những nỗi đau của chúng ta đến với Chúa Giê-xu và thưa với Ngài: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được sạch. Đó chính là điều cốt lõi của lòng tin. Và đó chính là sự tín thác mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta đưa những nỗi đau của chúng ta đến với Ngài. Để rồi Ngài cũng sẽ nói với chúng ta rằng: Tôi muốn anh được sạch. Chúa Kitô luôn khao khát được chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta, nhất là khi chúng ta đến để đón nhận chính mình và máu Thánh Chúa qua bí tích Thánh Thể. Nhờ đó chúng ta cũng có được sự sống mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Amen.